Dạ, em chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Buôn Bán Bò của em ngày hôm nay nha anh chị. Và ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5 nha. Và sáng hôm nay thì em có đến ngay nhà một anh này ở ngay cầu Trà Phí, thành phố Tây Ninh, cả thuộc khu Lạch Long, Sơn nha anh chị. Là điển hình đang bán cho anh là hai con bò cái sinh tơ nha. Và hai con bò này là anh đã cho thả nọc lại rồi nha anh chị. Và để biết thông tin về bò, bây giờ em mời anh chị và các bạn hãy theo dõi hết đoạn video ngắn của Phúc Ray nha. Dạ thì hiện tại thì em ở nhà của anh và ghi hình đang bán cho anh là một cặp bò cái sinh tơ anh chị. Bò rất là đẹp ha. Bò này thì nói chung là có gu anh chị, hai con bò này con nào đều cũng có gu hết ha. Để em tiến gần trước để em quay cho anh chị xem về sắc mặt để cho anh chị xem rõ ha. Thì đây chính là sắc mặt của nó nha anh chị. Đó, rất là đẹp anh chị. Cái con bò này là xin la cái dòng Rathman anh chị, nên là cái sắc mặt nó thì nó sẽ nằm ở trên đỉnh đầu ha. Đó, rất là đẹp anh chị. Còn sắc lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Thì con bò này thì em kiểm tra trước sau thì không lan không giá anh chị, màu vàng rất là đẹp ha. Bò này thì rúng chiền nha anh chị, rúng chiền nha, mà cái rúng nó rất là dày cho anh chị, rất là đẹp nha anh chị. Đó, dấu yếm thì đầy đủ ha. Để em quay về dàn chân trước cho anh chị xem nè. Đó, dàn chân trước nè anh chị, dàn chân sau, bốn chân đứng thẳng, bốn móng là móng sò anh chị, chân cũng khá là to ha. Đó, rất là đẹp anh chị. Còn đây chính là phần cậy đuôi nha. Cậy đuôi này rất là dài anh chị. Đó, đuôi thì dài sát đất ha. Cậy là cậy đuôi, là đuôi bẹ nha anh chị. Rất là đẹp ha. Và con bò này thì em có lấy thước em đo, thì nó cao tầm khoảng là 1m2 bò nha anh chị. Không lan không giá nha. Chân móng hoàn thiện, sái bớm là nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Và cái con bò này thì anh chủ nhà đã cho nhả nọc lại là tầm khoảng là 17 ngày cho anh chị rồi ha. Nên anh chị yên tâm ha. Bò này thì nói chung là thuộc dạng bò đồng anh chị. Nó ăn uống rất là nhiều nha, quanh bao ăn bao uống cho anh chị ha. Nên là cái vấn đề ăn uống á là anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Đó, rất là đẹp bò ha. Thì đây chính là con bò sinh khú thứ hai nha anh chị. Và theo quan sát kiểm tra của em trước sau là con bò này sáng mặt nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Đó, rất là đầy đủ cho anh chị nha. Còn đây chính là sinh lưng của nó nha anh chị, rất là đầy đủ nha. Và em kiểm tra rất là kỹ nha anh chị. Còn đây chính là dàn chân trước nha, chân móng đứng thẳng nha anh chị. Còn đây chính là dàn chân sau nha, chân móng đứng thẳng hoàn thiện luôn, bốn móng là móng sò, chân là chân kiền khủ nha anh chị. Đó, rất là đẹp bò cho anh chị ha. Bò này thì em kiểm tra trước sau là không lan không giá nha anh chị. Con bò này tầm khoảng là 16 tháng nha, chưa ra răng nha anh chị. Đó, rất là đẹp ha. Và cái con bò này thì anh đã cho thả nọc lại là tầm khoảng là 4 ngày rồi nha anh chị, 4 ngày rồi ha. Bò này thì nói chung là nguyên cái cặp bò luôn là bò đồng nha anh chị. Cái vấn đề ăn uống á là anh chị là hoàn toàn yên tâm ha. Con bò này thì dậu yếm thì cũng khá là đầy đủ cho anh chị ha. Cậy đuôi nè, cậy đuôi này thì nói chung là cũng khá là tròn nha anh chị. Đuôi thì cũng khá là dài cho anh chị ha. Đó, rất là đẹp anh chị. Không lan không giá, sáu bốn nghiêm chỉnh nha. Bò có gu anh chị, bò xin cố ha. Rất là đẹp cho anh chị ha. Và cái cặp bò này thì em có lấy thước em đo hết nha anh chị, thì cao tầm khoảng là 1m2 cho anh chị ha. Rúng đầy đủ ha, rúng cũng khá là dày cho anh chị ha. Cái cặp bò này thì em có bàn bạc trước anh chủ nhà rồi, và anh đưa ra mức giá là 47.500.000 đồng cho anh chị ha. Và anh có nói em nếu mà anh chị nào thiện ý mua thì anh sẽ bớt cho anh chị là chút đỉnh tiền xe, cũng như hỗ trợ chi phí cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Và em thấy là trong tầm tiền mà 47.500.000 đồng mà còn bớt nữa là anh chị có thể sở hữu ngay trực tiếp luôn là trọn bộ cái cặp bò cái sinh tơ này, đem về nuôi bò sinh sản và phát triển thiên minh tế sau này nha anh chị. Đó, cái cặp bò này rất là đẹp nha anh chị. Và đây là mẫu bò nuôi sinh sản cho anh chị là dài lâu nha. Thì nói đến cái giống bò sinh và bò sinh khú á, là thuộc dạng bò tơ đó, nên là cái vấn đề sinh sản sau này của anh chị á, sẽ rất là lâu nha anh chị. Đó, thì nếu mà anh chị nào đang ở gần và cảm thấy thiện ý mua cái cặp bò này thì anh chị hãy nhấc máy lên gọi điện cho em ha, để chúng ta là xuống ngay nha anh chị. Thì tôi có đem này thì em cũng xin tạm dừng tại đây. Và một lần nữa nếu mà anh chị đang ở gần khu vực của anh là anh chị có thể đến trực tiếp nhà của anh và chúng ta xem bò nha anh chị. Còn những anh chị nào đã từng mua bò của kênh của em là anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn buổi tập tiếp theo nha.